em gọt bưởi. Ủa hôm qua nghe bữa nay chị bánh tôm cho anh ăn mà bữa nay gọt bưởi mặn gì vậy, tôm luộc nữa. Em làm gỏi bưởi. Trời ơi. Anh này giờ anh ăn gỏi bưởi chưa? Chưa. Này làm thử cho gỏi bưởi cho anh ăn ha. Bánh phồng nữa hả? À, đúng rồi, ăn gỏi bưởi mình chiên bánh phồng ăn chung với gỏi bưởi nè. Tôm luộc. Tôm luộc là mình làm gỏi. Gỏi là củ hành và cà gót, dưa leo. Chiên bánh tôm từ từ chiên. Bữa nay tại vì cái bưởi này nè ở trên bàn á, bàn Phật á, cái em chưng em cúng hồi Tết tới giờ nè, hồi bữa 29 Tết mà bữa nay là 20 ngày rồi. Mình gần 20 ngày rồi. Mình làm ăn đi để không ăn cái nó hết ngon. Mà hôm nay là bưởi cũng còn ngon lắm nha. Da xanh và mẹ đỏ. Trong ăn bánh tôm hả? Bánh tôm thì mai làm. Bữa nay làm gỏi bưởi đi. Tại vì em thấy trên bàn Phật á, còn ba trái bưởi nè, cái em đem xuống luôn. Chứ để em sợ để lâu quá cái nó ăn nó hết ngon. Em lúc mà đem xuống em còn sợ ăn không được nữa nè. Và cuối cùng là đúng rồi. Hôm mình mua là hôm 28, về cái 29 mình mới để lên. Rồi 29 thì bữa nay là mười mấy ngày, tầm gần 20 ngày rồi đó anh ơi. Nhưng mà cái bưởi nó cũng còn mọng nước lắm nè, nhìn ăn thấy nhìn thấy là ngon đó. Anh chưa ăn lần nào hả? Hay làm thử cho anh ăn ha. Em ăn được một lần lúc mà em đi đám mà ở trên nhà hàng người ta làm á, nhìn thấy ngon lắm. Còn không biết thì hôm nay thì nhà hàng của Như Nguyễn làm như thế nào. Thêm cái nữa là mình cũng thích là để lâu ăn cũng được. Chứ mấy năm trước như hai kiểu cúng mà theo phong trào là cầu vừa đủ xài á cả nhà. Cái mình mua mấy cái trái về mình cúng vài ngày là nó hư rồi, ăn không có được. Cho nên là trước mình cúng sau mình tận dụng mình cũng ăn được luôn. Sẽ chọn cách là bưởi hoặc là dưa hấu. Nhưng mà dưa hấu thì mua cũng hên xui nha. Nhằm khi mua mà gặp dưa hấu non là ăn cũng không được đâu. Như hay cúng mấy năm nay là như hay cúng bưởi với lại cúng quýt. Bưởi thì màu xanh, quýt thì màu vàng. Nhìn trên bàn mình cũng rất là đẹp luôn. Như thì thích chưng hai loại đó. Cái bưởi nó ngọt. Ngọt. Ngon quá. Cái bưởi đúng ngon luôn, cho anh miếng nè. Như chào bà cô chú đã quay trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà ơi, nãy giờ lo mãi mê nói chuyện mà Như quên chào bà cô chú nữa. Hôm nay là Như sẽ làm món gỏi bưởi nha. Để chiêu đãi cả nhà. Tại vì nào giờ nhà Như cũng chưa có ai ăn được món gỏi bưởi nè. Như sẽ làm. Gỏi thì ăn nhiều loại gỏi rồi. Gỏi măng cục cũng có ăn rồi, rất là ngon luôn. Nhưng mà gỏi bưởi thì chưa nha. Hôm nay mình sẽ test thử coi là nó ngon đến mức độ nào. Hồi trước thì Như có đi đám ăn một lần rồi rất là ngon. Nhưng mà người ta bỏ vô trong trái bưởi luôn nha. Trưng bày rất là đẹp. Hôm nay Như sẽ quyết định là làm món này để đãi mọi người. Không biết có ngon không nhưng mà trước tiên là món bưởi là mình thấy là rất ok đó. Mọng nước và nó ngọt ngọt chua chua. Ngon. Nhà nhìn thấy trái bưởi là biết rồi ha. Nó không có bị sượng luôn nè. Có một cái là hột hơi nhiều thôi.
bưởi hơi nhiều thôi, chứ còn bưởi thì nó không không hề bị sượng luôn. Món gửi bưởi hôm nay á thì Như làm là có tôm, tôm thẻ và tôm sú Như luộc sẵn ở nhà cả nhà, với lại tỏi ớt Như sắc mịn, làm nước sốt, với lại làm cái nước trộn gỏi với lại nước mắm, và củ hành, dưa leo, cà gót, rau găm thì hơi héo nha, tại hôm qua Như mua mà hết rồi, cái có em trai em cho Như luôn á. Thì món gỏi mình sẽ ăn kèm với lại bánh phồng tôm nhà Như Nguyễn nha. Đây, nhà Như thì có bánh phồng tôm này là loại 60% tôm cả nhà, loại thượng hạng. Bên Như thì một hộp như vậy là 500g, một hộp Như bán là 135.000 nha. Cả nhà mình mà có cần ăn bánh phồng tôm thì có thể liên hệ với Như qua số điện thoại là 0944 420 422 nha. Zalo và Viber rồi Như đều xài số đó, với lại Facebook fanpage là cũng như là Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà mà có cần thì nhớ là gọi cho Như nha, nhớ ủng hộ Như với nha. Bên Như thì còn có các mặt hàng như là tôm khô, mắm tôm chua, ba khía trộn sẵn, rồi cá sặc bổi, cá lóc, cá kèo khô, và có cả tôm sổ lụi nữa cả nhà. Như chuẩn bị cho ra mắt thêm một món nữa. Thank you.
Đây, như giờ đã làm xong một mâm rổi và bánh phồng tôm chiên giòn đây cả nhà ơi. Anh cầm mâm bánh đây nè. Được không? Anh cầm sao mà hồi không có để ăn đó. Đó, rồi xa cho Như xin tấm hình nha. Caramel. Giờ Như mời ông bà cô chú và anh chị em ăn rổi bưởi cùng với Như nha. Như đã là ba trái bưởi mà Như làm hai trái còn một trái nè. Ăn thêm đi. Bữa hôm nay đâu đẹp dữ vậy ta, Đố anh đuổi gì? đuổi gì biết, đuổi Che đâu mà che. Đũa thốt nốt của bạn Song Hỷ tặng á, che quá vậy bữa nay mới khui ra ăn á, nhìn đẹp anh ha, nè. nó bóng nè, bóng hới à, mà nó thơm nữa ha, nó thơm cái mùi thốt nốt á. Nè, bạn tặng cho em một hộp chục đôi với lại cho bà ngoại một chục Không đôi, có hả? một hộp nè. Anh không biết hả? Bữa gửi về em thấy cái hộp thôi đúng không? Không biết. Anh như cho ông bà cô chú xem. À, cái đũa này là bên bạn Song Hỷ bán một hộp như vậy á, là một chục đôi, một mười đôi. Đúng rồi, mười đôi, một chục đôi. Khó lấy gì ta, đây đây cả nhà, đũa cầm rất là chắc tay luôn nha, và cái đũa khi mình lấy ra nó không có bị hôi mà nó rất là thơm mùi thốt nốt. Đũa này á, là làm từ cây thốt nốt 50 đến 100 năm tuổi cả nhà. Đây là có số điện của bạn Song Hỷ luôn nè. Bạn bán một chục đôi như vậy á, là 120 ngàn. Số điện thoại Zalo của bạn là 0344 226262. Ngoài đũa thì bạn có bán mặt đường thốt nốt và các loại mắm với lại cá khô nữa nha cả nhà. Cả nhà có cần mua đũa và đường thốt nốt thì với lại cá khô thì liên hệ với bạn nha. Số điện thoại thì Như có đọc đó, cả nhà có thể gọi cho bạn hoặc là kết bạn Zalo để mua những sản phẩm của An Giang Châu Đốc. Giờ thì Như mời cả nhà ăn thôi. Anh nhìn cái gì vậy? Nhìn nó đẹp anh ha. Nó có mấy cái Đẹp vân vân như gì nè, mà nó bóng lại dạng như là bóng tự nhiên của thốt nốt luôn chứ không rồi, phải là ăn đi. lũ phủ lớp keo. Giờ ăn thôi cả nhà ơi. Bánh phồng tôm mình chiên nãy giờ luôn mà giờ còn rất là giòn. Một miếng gỏi chấm với nước mắm bưởi tôm đây cho anh nè, ăn thử rồi đi. Thử rồi chứ không ăn thì được hả? À, đúng rồi, ăn thử thôi, Vậy là căng cay. cắn đựng nhai sao. Lần đầu ăn gỏi bưởi cảm giác như thế nào? Ngon. Trước tiên là đẹp mắt, sau là ngon đúng không, mà giòn nữa. Bà cô chú và các bạn cùng ăn với Như nha. Cái này gọi là gỏi bưởi do bạn Như Nguyễn tự chế. Cái miệng của mình nhỏ quá, có không hết nổi. Ngon cả nhà ơi. Gỏi bưởi thì nó chua chua ngọt ngọt kèm với lại nước mắm mặn mặn cay cay rồi thêm tôm thì nó thơm và ngọt rồi bánh phồng nữa bùi bùi béo béo ngon mà khoái nhất là lúc ăn nó giòn giòn. Bánh phồng là như chiên trước trước khi làm gỏi bưởi luôn á cả nhà, mà để lâu
rất là giòn mà ngon. Chan lên. Em chấm được rồi. Hả? Em chấm được rồi, em chấm bỏ vô đây nè. Cái đũa thích anh hả? Cầm nhìn nó nặng tay. Mà em thích nhất là cái vân bóng bóng như cái đũa. Cái vân nó bóng tự nhiên luôn. Giống như kiểu ngày xưa mà mình cắm xà cừ gì đó anh. Cắm xà cừ gì đó. Giống hả? Nó có vân vân. Đẹp. Một cái cây mà từ 50 đến 100 năm là thật sự rất là hiếm luôn đó nha. Dữ vậy hả? Cái này là dùng từ những cái cây mà bị lão á. Giống như cây dừa mình mà không có cho ra trái nữa thì mình cũng có thể làm đũa dừa. Ở đây thì cũng có đũa đước nữa cả nhà ơi. Nhưng mà đũa đước thì cái màu nó không có như vậy nha. Cái màu nó màu trắng chứ nó không màu trắng với màu hơi hơi nâu nâu đỏ đỏ chứ không phải là màu đen ống như vậy. Nhìn xa thì anh tưởng giống như là đũa dừa hoặc là đũa tre, cái vân nó giống đũa tre đúng không? Đúng rồi. Thật sự lần đầu tiên mà như dùng cái đũa thốt nốt này, trước tiên thì đập vào mắt mình nha là đẹp, đẹp trước đi rồi tính gì tính. Rồi sau nữa là mình cầm lên nó rất là chắc tay, và đặc biệt khi mà mình cầm lên mình ngửi nó rất là thơm luôn. Mỗi bữa nay ăn lạ mà ngon nha. Thật sự là ngon. Cả nhà mình nên làm thử. Nó không có cầu kỳ, dễ làm á. Cái bữa này ngon nè, ăn vô cái là nó mặn nước này. Ta thả lúa cũng ngay con nước hả? Ừ. Đá xuống. Em nướng cá gì? Cá bỏi á. Bỏ vô nó ngon. À. Thì gọi bữa nay mình có thể là làm bằng gà, tôm, cá, tại heo nữa. Tùy theo anh muốn làm món gì anh làm thôi. Mà kiểu như là nhà có sẵn thì phải mua.
quá trời ba cái dưới rồi đó tốt. Chứ lâu năm rồi đó anh. Chứ gì mới chứ gì? Chứ học. Ủa? Chứ sao? Chồng chứ học để làm gì? Mở thuốc. Chứ học nó mới tốt vậy. Lá tốt hơn. Này miếng dầu găm làm gì cười cho ăn là cười cho ăn là phải cảm ơn cảm ơn lớn lên cảm ơn nhớ bổ sinh anh ăn gì nhớ bổ sinh à lâu rồi không gặp đúng không. Anh cũng dễ thương mà. Kiểu như không biết được tiếng Việt nhưng mà cũng để ý á, để ý mình làm cái gì và mình nói cái gì á. Không biết gì nào vào lại Việt Nam cho mà chơi. Nhớ bằng hữu hay gì? Lâu gì không gặp. Mấy tháng em à? 3 4 tháng rồi. Rồi thì hồi Tết đó anh. Ủa? Đâu phải. Đúng rồi, Tết. Tết hai mấy Tết. Đồng là hai mấy Tết. Ủa không phải. Mười mấy. Mười mấy tháng 12. Cũng hai tháng cái gì đó. Ý, cái lúc nào mà mình về xong là mẹ cúng cơm là tháng mấy? Đem đi châu đốc. Đem đi châu đốc. Dương. Châu đốc. Cái đốc mới về cúng cơm. Cơm sẵn một tôm luôn á. Chú đốc. Cũng tầm 2 tháng. Ngon quá. Bữa ngon. Em ăn hoài không biết chán luôn á chà. Dạ hả? Món này là món tủ mà. Bún mắm và gỏi. Tất cả các loại gỏi. Bữa ngon chứ. Bữa mặn nước. Em không ngờ mà trái bữa mà chân 20 ngày mà vẫn còn ăn rất là ngon. Dạ. Già dạ, bữa. Mà bữa này càng chân càng ngọt nha. Ừ. Chín đó. Cái nhúng như đoạn này. Đúng rồi. Cuốn chứ. Cái cuốn. Hôm nay dối quá. Nhìn nó tủ rồi. Ngon. Năng quá đi. Nói. Nói hả? Nói dân bữa chán miệng. Ngồi luôn. Quê quê quê. Nè thiệt à. Công nhận. Bữa rất là ngon. Mấy trái? Hai trái hả? Em làm hai trái á. Nhưng mà nhiều lắm ha. Lúc em trộn thì thấy nó ít. Nhưng mà cái trộn xong rồi nó tơi ra nè. Nhiều. Nhìn nó nhiều, ngon. Bây giờ cả nhà ơi, Như cũng xin ngưng clip nha. Như cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Cả nhà mình yêu thương Như á, thì nhớ là bấm cho Như xin nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần và động lực để Như ra được nhiều video hay hơn nữa nha. Giờ thì Như xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo với khung giờ là 7 giờ sáng hàng ngày. Giờ thì Như bye bye.